Chào các bạn tin nhanh 24/7. Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim bị trộm két sắt chứa đầy tiền. Ngày 28 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương đã thu giữ các tài liệu camera an ninh tại trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bình Dương để phục vụ điều tra, truy tìm hung thủ trộm cắp số tiền gần 800 triệu đồng trong két sắt đặt ở tầng 4 của trung tâm. Vào sáng hôm trước, khi làm việc với nhân viên kế toán và thu ngân của trung tâm mua sắm Nguyễn Kim Bình Dương, mở két sắt thì quản hốt phát hiện toàn bộ số tiền bán hàng gần 800 triệu đồng đã bị kẻ gian cưỡng sạch. Tại hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện có nhiều dấu vết cho thấy chiếc két sắt đã bị kẻ gian phá bằng loại lực để chống trộm. Cơ quan điều tra đang triệu tập một số người có liên quan để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Cảm ơn việc theo dõi clip này. Hẹn lại video tiếp. Nhớ like hoặc share, nhớ subscribe.